Cũng nhân dịp này, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nhân ngày truyền thống. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang thành phố đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2021 đã làm tốt công tác diễn tập cũng như phòng chống Covid-19 bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đề nghị cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ hồ nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện